Xin chào bà con và các bạn đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con, hiện nay đang là giai đoạn đầu vụ chăm sóc cà phê. Những giải pháp mà nhà nông cần ưu tiên triển khai để cây cà phê sinh trưởng đảm bảo vượt qua những thay đổi bất lợi của thời tiết là nội dung sẽ có trong phần cuối chương trình. Trước hết, mời bà con cùng điểm qua một số thông tin nông nghiệp đáng quan tâm khác mà 365 ngày chuyển động vừa cập nhật tại huyện Đà Tẻ, nhiều năm trở lại đây, bà con nông dân ở địa phương này đã ưu tiên phát triển các loại cây ăn trái theo tiêu chuẩn ô cốp. Đẩy mạnh thu gom rác thải nông nghiệp, giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường canh tác, từng bước xây dựng một nền nông nghiệp bền vững. Tin nông nghiệp trong nước, nhộn nhịp thị trường đao Tết Sơn La. Còn tại Đắk Lắk, vụ hoa Tết cũng hết sức sôi động, thương lái ở nhiều địa phương về tận vườn thu mua, vận chuyển đi các nơi. Huyện Lâm Hà hiện là một trong những vùng trồng cà phê trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng với gần 40.000 hecta, trong đó có khoảng 38.000 hecta đang trong kỳ kinh doanh. Nhờ được ghép cải tạo và được chăm sóc khoa học, nên chất lượng cà phê tại nhiều nông hộ ở Lâm Hà đạt trên 5 tấn 1 hecta để ổn định sản xuất nâng cao thu nhập từ loại cây công nghiệp dài ngày này, một doanh nghiệp ở địa phương, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu cà phê Tám Trịnh đã liên kết và khuyến khích nông dân phát triển cà phê bền vững. Tham gia vào lĩnh vực canh tác, thu mua, chế biến kinh doanh cà phê từ nhiều năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu cà phê Tám Trịnh luôn quan tâm đến chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào. Bởi vậy, gần 10 năm nay, doanh nghiệp này đã liên kết với trên 470 nông hộ ở nhiều địa phương trồng trên 700 hecta cà phê, theo các tiêu chuẩn 4C, UTZ. Trong số đó, có hàng chục nông hộ thực sự tâm huyết với cây cà phê, trên đồ kỹ thuật đảm bảo, đã tham gia đầu tư phát triển cà phê chất lượng cao, cà phê theo quy trình organic. Cũng trong quá trình sản xuất, bên cạnh việc tuân thủ triệt để quy trình chăm sóc khoa học, những nông hộ hái cà phê tỷ lệ 9-90% trở lên, được doanh nghiệp cộng thưởng 1.000 đồng một ký cà phê tươi. Cà phê hái chín dưới 50%, doanh nghiệp không nhận gửi. Đối với cà phê xe lụa, tách quả xanh, phơi trên vàng theo quy trình hướng dẫn sơ chế của công ty, sẽ công thưởng 6.000 đồng một ký cà phê nhân. Với giải pháp liên kết đôi bên cùng có lợi, mỗi năm doanh nghiệp thu mua hàng ngàn tấn cà phê từ các nông hộ liên kết. Với nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng, doanh nghiệp đã đầu tư máy móc áp dụng các quy trình chế biến tiên tiến, đưa ra thị trường hàng ngàn tấn sản phẩm mỗi năm. Còn tại huyện Đà Tẻ, nhiều năm trở lại đây, bà con nông dân ở địa phương này đã ưu tiên phát triển các loại cây ăn trái, trong đó chủ lực là bưởi da xanh, sầu riêng, quýt, vân vân. Với quy trình đầu tư chăm sóc ngày càng hoàn thiện theo tiêu chuẩn Ocop, cóp, nhiều nông hộ Đà Tẻ đã có thu nhập khả quan từ nhóm cây trồng thế mạnh này. Huyện Đà Tẻ hiện có hơn 2.200 hecta cây ăn trái, chủ lực là cây sầu riêng, bưởi da xanh, cam, quýt, mang cục. Cùng với việc mở rộng quy mô sản xuất ở các nông hộ, vấn đề đầu ra thị trường cũng được bà con tính đến nhiều hợp tác xã đã được hình thành. Cụ thể, từ năm 2018, Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp và Dịch vụ Trái cây Mỹ Đức đã được thành lập, với trên 30 nông hộ xã viên. Ngoài mục tiêu tạo nên vùng trồng sầu riêng, bưởi da xanh chất lượng cao, Hợp tác xã còn tập trung xây dựng thương hiệu Trái cây Mỹ Đức, góp phần tạo đầu ra nông sản ổn định. Với quy trình đầu tư, chăm sóc theo quy trình việt gáp ngày càng hoàn thiện, các loại trái cây của xã viên Hợp tác xã Mỹ Đức sinh trưởng và phát triển đảm bảo, năng suất mỗi hecta bưởi đạt bình quân là 10 tấn còn với sầu riêng trồng xen canh năng suất dao động từ 7 đến 10 tấn một hecta nhờ chất lượng đảm bảo nên các loại trái cây của hợp tác xã luôn được thương lái đến tận vườn thu mua giúp nông dân có thu nhập ổn định từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng một hecta một năm hiện bên cạnh việc cung cấp cho thị trường nội địa các xã viên của hợp tác xã mỹ đức còn tập trung nâng cao chất lượng nông sản hướng đến xuất khẩu sang một số quốc gia trên thế giới Tiếp nối chương trình sẽ là thông tin về giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững. Thưa bà con nông dân, dựa trên nền tảng đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tỉnh Lâm Đồng đã khuyến khích nông dân phát triển nông nghiệp hữu cơ, vừa thân thiện với môi trường canh tác, vừa nâng cao chất lượng sản phẩm cung ứng cho thị trường. Để thực hiện mục tiêu đó, ngành nông nghiệp đang phát triển 153 vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã được xác định trên địa bàn. Trong đó bao gồm 59 vùng cà phê, 24 vùng cây rau, 21 vùng cây ăn quả, 13 vùng cây mắc ca, 10 vùng cây chè, 9 vùng cây dược liệu, 7 vùng cây điều. Còn lại là những vùng canh tác lúa, nấm. Mục tiêu đến năm 2030, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đạt 1.600 hecta diện tích trồng trọt hữu cơ. Cụ thể, diện tích và sản lượng các loại cây trồng hữu cơ hàng năm đạt được như 400 hecta cà phê, sản lượng 700 tấn, 250 hecta sau củ quả, sản lượng 6.500 tấn, 200 hecta kèn quả, 1.300 tấn. 200 hecta chè, 950 tấn, 200 hecta mắc ca, 400 tấn, 150 hecta lúa, 580 tấn, 150 hecta diện tích dược liệu, 1.150 tấn, 50 hecta nấm hữu cơ, 100 tấn. Được biết, qua hơn 2 năm đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ, toàn tỉnh Lâm Đồng đã có trên 210 hecta được cấp chứng nhận sản xuất hữu cơ, với hàng trăm tấn nông sản các loại. Hướng đầu tư này là nền tảng để phát triển nông nghiệp sạch, đảm bảo chất lượng nông sản, cung ứng cho thị trường. Cùng với mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, bên cạnh việc khuyến khích nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tỉnh Lâm Đồng còn chú trọng đến các giải pháp thu gom các loại rác thải nông nghiệp, nhất là các loại bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Đây được xem là động thái cần thiết để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sản xuất của người nông dân, có phần xây dựng một nền nông nghiệp tiên tiến. Năm 2022, nông dân Lâm Đồng sử dụng gần 3.500 tấn thuốc bảo vệ thực vật để quản lý dịch hại trên các loại cây trồng. Với lượng thuốc sử dụng trên, lượng bao gói thuốc bảo vệ thực vật phát sinh tương đương khoảng 175 tấn một năm. Để tổ chức thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật, tỉnh Lâm Đồng đã lắp đặt được trên 3.700 bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Lượng bao gói được thu gom và tiêu hủy đúng quy định là 42,5 tấn trên 175 tấn, chiếm 24,3% nhiều đợt phát động thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đã được triển khai với sự tham gia của hàng trăm lượt hộ nông dân. Trong năm 2023, ngành nông nghiệp Lâm Đồng sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổ chức tuyên truyền hướng dẫn nông dân thu gom, tiêu hủy bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn nâng cao trách nhiệm năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã, trưởng các thôn, khu, các đoàn thể, cộng đồng về quản lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Đồng thời, bố trí kinh phí xây dựng thêm khoảng 500 bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn. Hợp đồng với các công ty dịch vụ môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép để tiêu hủy đúng quy định khoảng 100 tấn bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Thưa bà con nông dân, trong những ngày này, thị trường đầu Tết ở Sơn La hết sức nhộn nhịp, Có tới hàng trăm điểm bán đào phục vụ du khách trên dòng quốc lộ 6. Năm nay, đại dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, thời tiết ở Sơn La cũng khá thuận lợi nên người bán, người mua đào đều phấn khởi. Tại các điểm tập kết đào phục vụ Tết dọc quốc lộ 6 qua địa bàn Vân Hồ Mộc Châu, những anh đào phai năm cánh đặc trưng của vùng cao Tây Bắc đang được bày bán. Người dân tin nhận gốc đào có tuổi đời từ 5 đến trên 10 năm, thậm chí là 20 năm tuổi để bán. Tùy từng loại cành, thân, gốc mà giá cả cũng khác nhau, từ 50.000 đồng đến hàng chục triệu đồng một cây. Đào ở đây có những nét đẹp riêng, luôn hấp dẫn thương lái và du khách gần xa. Trước đây, việc trồng đào ở địa phương này chủ yếu là để lấy quả. Tuy nhiên, nhận thấy nhu cầu chơi đào Tết khá lớn, nên người dân đã mở rộng diện tích trồng. Hiện nay, huyện Vân Hồ là một trong những vùng trồng đào lớn nhất tại Sơn La, với trên 500 hectare đào các loại. Trong đó, diện tích đào lấy hoa chiếm gần 260 hectare. Năm 2023, dự kiến sẽ có trên 100 hecta đào được khai thác để phục vụ dịp Tết. Cũng như nông dân Sơn La, thời điểm giáp Tết Nguyên đáng Quý Mão 2023, các vùng trồng hoa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng rộn ràng thu hoạch hoa Tết. Thương lái ở nhiều địa phương về tận vườn để thu mua, vận chuyển đi tiêu thụ các nơi, ghi nhận của chuyên mục 365 ngày chuyển động. Những ngày giáp Tết Nguyên đáng, vùng trồng hoa của thành phố Buôn Ma Thuột trở nên nhộn nhịp từ người trồng đến thương lái đều tất bật thu hoạch, vận chuyển phục vụ nhu cầu của thị trường đang tăng cao vào những ngày cuối năm. Tại vùng trồng giống đào Nhật Tân của tỉnh Đắk Lắk, năm nay các chủ vườn rất phấn khởi, bởi đến thời điểm này, hầu hết số lượng đào còn lại trên vườn đã được thương lái đặt mua với giá bán cao hơn các năm trước. Sau nhiều năm chịu ảnh hưởng của Covid-19, thị trường hoa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã có những tín hiệu tích cực, người dân có thu nhập ổn định. Thưa bà con và các bạn, phần lớn diện tích cà phê Lâm Đồng đang trong giai đoạn chăm sóc đầu vụ. Do vừa được thu hoạch xong nên nhiều diện tích bị suy kiệt, các loại sâu dịch bệnh gây hại cây trồng tương đối phổ biến. Bởi vậy, thời điểm này, bà con nông dân cần có giải pháp đầu tư chăm sóc khoa học, giúp cây cà phê phục hồi sau thu hoạch, tạo đa để phát triển đảm bảo trong những tháng tới. Niên vụ 2022-2023, Lâm Đồng có gần 173.000 hectare cà phê. Để nâng cao hiệu quả từ loại cây công nghiệp dài ngày này, nông dân các địa phương đã không ngừng đổi mới trong tư duy đầu tư, áp dụng quy trình sản xuất việt gáp UTZ 4C, tái canh nhiều diện tích cà phê già cỗi cho năng suất và chất lượng thấp. Bằng cách này, nhiều vườn cà phê trong tỉnh cho năng suất trên 5 tấn 1 hecta một năm xuất hiện ngày càng nhiều. Cùng với đó, bà con nông dân khu vực chuyên canh còn trồng sen một số loại cây ăn trái, cây gia vị, chủ yếu là hồ tiêu trong vườn. Thời điểm này, do ảnh hưởng của thời tiết thay đổi thất thường, nhiều diện tích cà phê mới được thu hoạch nên tình trạng sau dịch bệnh gây hại tương đối phổ biến chỉ tính trong tuần qua 2 ngàn hecta cà phê bị bò xít bụi khô cành rỉ sát, mọt đục cành mắt cua nấm hồng vàng lá sâu thực thực chất ra là sợ nhất là cái sâu đục thân ấy sâu đục thân rất là khó trị nó héo lá và dần dần là nó khô nó chết khô ở trên cây á thì mình mới phát hiện ra nhưng mà nếu mà mình đi quan sát thì mình vẫn biết đó là cây nó héo. Nhằm giúp cây cà phê phục hồi sau thu hái, bà con nông dân cần tỉa cành. Khi tỉa cành, cần lưu ý cắt bỏ các cành vòi voi, cành vô hiệu, cành tâm, cành đâm vào thân, cành bị sâu bệnh, cành khô. Tùy vào thực trạng của mỗi vườn cà phê, mà bà con xác định đúng thời điểm tưới nước lần đầu cho vườn cà phê đây là nền tảng có nhiều quyết định đến tỷ lệ hoa nở, năng suất cũng như thời vụ thu hoạch sau này. Song song đó, quản lý sâu bệnh hại trong vườn và cung cấp dinh dưỡng khoa học. Bà con nên sử dụng phân vi sinh hoặc phân hữu cơ, phân chuồng, đã ủ hoai bằng nắm đối kháng Trichoderma để giúp đất tơi xốp, gia tăng các hệ vi sinh vật có lợi trong đất, hạn chế tuyến trùng và những nắm bệnh gây hại có trong đất. Dựa trên nguyên tắc là bón À, đúng chủng loại phân bón đầy đủ à, số lượng và bón vào những cái thời điểm thích hợp để cây hấp hấp thụ à, hoàn toàn cũng như sử dụng cái, cái cái hiệu quả sử dụng phân bón của cây trồng là được hấp thụ tối đa. À, thì đối với những cái cây công nghiệp dài ngày đặc biệt là cây một số cây trồng như cây cà phê à, chủ lực của tỉnh Lâm Đồng thì có những cái cái thời điểm bón như là cái số lần bón cho nó phù hợp và để cho cây cây hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. À, thì ngoài cái việc mà chúng ta bón cái số lần thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái một số cái chủng loại phân cho nó phù hợp tùy theo cái thời điểm mà chúng ta bón à, và cái giai đoạn sinh trưởng của cây. Hy vọng với những khuyến cáo trên đây, bà con nông dân đã có thêm những thông tin cần thiết để đầu tư chăm sóc cây cà phê giai đoạn này khoa học và hiệu quả. Đó là nền tảng để cây cà phê phân hóa mầm hoa, ra hoa đồng loạt trong những tháng tiếp theo. Những khuyến cáo về giải pháp chăm sóc cây cà phê vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay tại đây. Bà con và các bạn quan tâm đóng góp chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động LTV, a -gmail com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829 930. Còn bây giờ thì Xuân Long và Hải Yến xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con và các bạn vào các chương trình sau.